Yeah,
bao cổ giang sơn lại còn một quân lưỡi chui quanh sâu. Nguyên soái dạ, lệnh truyền Hộc Lan Nha vào đây đối diện. Người Tây Hạ lắm thêm xào đá, một tông băng xui lửa bên đâu, sao chẳng lo tề chỉnh bao dâu, lại đầu cáo đại thần tổng quốc là nữa lần sau, muốn tâu bể hạ.
là quan tống quốc tại sân tâm quỷ kế, chẳng nghĩ mình quốc trưởng tống triều mưu cho xã đất đảo điên, nên mới sân tâm phản phúc. Ta chịu lòng già kỹ chút, lẽ thì phải ngồi ngàn đất lý bồi thầm, sao cho dân đạp sử sân, vậy mới làm khỏi đời ơn vũ lộ được thế mà lại thống động cũng ngoại quốc dưỡng đan nha tổ chức phục hồi quả cha rễ tàn lúc tiêu hà chạm thủ nó về gì hà lời khắc quá lời khắc thật là hữu lý được đế di ác chấm chuẩn phê lông đầu cá. Đệ nhị án tôn tú tham tàn phỏng thúc là nhà quá quan tội lý ức xử trảm này bao hiền thân già tôn tú diễn chất ải quan cũng liên trang quốc trưởng nữa hay sao muôn phong như tôn tú đây là người tuy cho sự ác người đi đến chỗ ngồi dân đã khâm phục thẩm thủ ải quan phải cho cả hạng thống minh tà chẳng nô lại cho tướng nhật lan nha nhật cảnh để thống độc binh khẩu tây ban qua là cha mình rễ tà lúc tiêu hà sử cả chấm chuẩn phê xuống lệnh truyền xử trảm nhân dương cậu bằng cảm đệ tứ án thượng dương chánh gia phong tam cấp chấm chuẩn tâu muôn tàu già quê đệ ngũ án thóc là nhà điệp gian ngoại quốc tội ứng xử trảm nhưng xuất thú trường gian tạo thanh ác đạo phóng hồi cố quốc bao khăn và ban hùng xử tử thúc lan nha được tha là nghĩa làm sao muôn tâu nhưng thúc lan nha đây là người quy quốc thần ngộ gian điệp chiếu được hình xử tử chẳng tha nhưng đã có công đặt cao bạc gian còn chỉ đất phóng hồi cố quốc xin chúa hạ tâm thôi bức cho làm cho được hãn từ cho là nhà tổ chức phục hồi vì hoài đức cẩn an tây hữu lý hữu lý lời khách có qua thật là hữu lý trong chuẩn phê đội ơn bệ hạ đệ lục án tôn hữu quý thi bằng à, thôi thôi như vậy cũng là thưởng phạt công minh chuyên bá chiêu xin bệ hạ đây là lúc hãy khám lại quân pháp bất nhị thần sau khăn xin bệ hạ hãy giữ lấy ngay và làm giọng thôi được rồi này mong nghi khách dạ bạn quý phi là nữ sanh ngoại tộc tại sao lại có lỗi hơn nữa nàng lại là hôn phối của quả nhân thành cho rằng nàng cố phụ bất cô quân tội nghiệp cho nàng tùng chân lý phải đành trăm thọ tử sao xin là lễ hạ ái hơi canh ý thị canh ý thị Thật mà bác hạ
kinh mà khanh cũng học cho thì không được cái bệ hạ thì thôi. Nếu châu về chắc tao đã dính ra tình vậy thì chẳng bao lắm mình gặp về chút cũng phòng tao tình cho người Yeah.
Mm-hmm.
sự triều tiên, xin quốc thái hãy cho lý phật phi được biết. Trường Xuân Điện Đại Đà đuổi mặt, hội công đồng dương tộc là để xử tội. Yeah.
phụ tử trong biên thọ lộc, gia đại thần con được tấm cung, nhưng nó lại cố tâm sử phụ bất sở quân. Dương Nhi, dạ. Nghe vụ hỏi, dạ. Thank you.
bậc quốc thái. Theo ai nhân nghĩ, đám cách mấy cũng làm trời quý. Dầu không thương ấy cũng nghĩa nhân con. Ai nhà chỉ muốn cho mọi sự được đúng tròn. Nên ai nhà cũng xin với quốc thái là sao? Nóng trong người cho nên con cố tình
không? Thiệt là không phải đâu bệ hạ. Thiếp nói bệ hạ nghe, mẹ thương lắm. Mọi việc đó là thiếp đã lo hết rồi. Mẹ nói là chào thiếp nói á, mẹ ơi, hôm nay mẹ xử tội bà Quyết Ti á, mẹ có nóng trong người không? Sao nữa? Mẹ nói nóng, cái thiếp nói để con quà cho mẹ bớt nóng nha. Cái thiếp quà cho mẹ. Rồi sao? Thấy mẹ bớt nóng, mẹ kêu luôn ra đi. Lạc vậy trời? Sao mà lạc cái gì nè? Thì bớt nóng rồi, bớt nóng thì sẽ xử nhẹ tội cho bà Quyết Ti đó. Thôi hai nàng làm ơn ngồi xuống đi nè. Đây bà Phi.
chồng lên thân gái. Ban ác lệnh mà ta tay tê đầu lưỡi, nhưng phải nuốt thương sầu vì trong họ dân. Mẹ đổi thị mẹ truyền tới we'll be right back.
Yeah.